Dạ, lần đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào đại gia đình nha. Đó, hiện tại thì Hậu Nhân cũng ở sân bay cả nhà, vừa đưa anh chị lên sân bay cũng như là anh chị đã vào bên trong rồi cả nhà, và hiện tại đang có mặt tại phía bên ngoài rồi cả nhà. Phải nói là sau khi mà biết được cái tin đó, ngày 6 tháng 6 này là chị Hồng Loan cũng là chị Hồng Ni đi ra ngoài Hà Nội để mà làm việc với mẹ con cô Sáu tại hồi chiều này á, thì chị Đoan chị Ni có chia sẻ thế này cả nhà. Tại bây giờ hồi hơi mệt, nói có gì không cả nhà thông cảm nha. Ba đêm nay thì hậu nhân cũng không có ngủ nhiều quá nha, là bây giờ nó hơi mệt. Thì hậu nhân cũng chia sẻ ở nhà mình thì hồi chiều thì anh em cũng ngồi tâm sự với chị Ni, mà chị Ni cũng có chia sẻ thế này cả nhà. Nói anh em hỏi là chị Ni ơi, ngày mai là xử ở BH hay là xử ở tòa án chị? Chị nói là lần này là xử ở tòa án luôn, không xử bên BH, xử trực tiếp ở tòa án luôn. Và hỏi nếu mà mẹ con cô Sáu mà không đến đó thì sao chị? Thì chị cũng có chia sẻ thế này cả nhà. Chị nói á, nếu mà lần này mà không ra nữa, ở lần thứ ba rồi cả nhà, thì tòa án sẽ tự giải quyết luôn đó. Thì sự nói đúng cả nhà, bây giờ chạy đâu cho khỏi nắng, đúng cả nhà, chạy đâu thì khỏi nắng. Người đang làm á thì trời đang xem, và mọi người đang nhìn và hiểu hết được tất cả vấn đề trong chuyện này cả nhà đó. Có chối cãi, có làm thì thế nào đi nữa thì cũng không khóc, có thể là mình khôn lanh mình như thế nào đó đi chăng nữa, mình có thể nhiều người ta không biết được, nhưng mà lưới trời ti thưa nhưng mà khó thoát đó, không thể nào thoát được đâu cả nhà đó. Có thể là mình thoát được cái tòa án này kia, nhưng mà tòa án lương tâm á, là ở tận trong tâm mình á, mình sẽ không bao giờ mình giải thoát được, mà mình sẽ cắn rứt đó cả nhà. Lần đầu tiên Hạo Nhân làm nghề YouTube, và lần đầu tiên Hạo Nhân cũng tham gia đoàn drama, và Hạo Nhân cảm nhận cái đoàn drama này cả nhà thật là sâu sắc. Đoàn drama này phải nói là hai bên, hai phía, và phía bên chị Loan và phía bên mẹ con cô Sáu cháu gái, thì phải nói là tấn công rất là nhiều, lấy lại những hình ảnh ngày xưa của chị Hồng Loan ra để mà nhằm nói xấu chị Hồng Loan một thứ luôn. Như có cái vụ mà Hậu Nhân hồi trưa, Hậu Nhân coi được clip không nhớ là của ai, đăng là chị Hồng Loan là đi coi những cái tấm mà bia đá để gắp thành cái mộ cho bác Năm ở nhà, thì mấy người đó nói là mẹ con cô Sáu mới hỏi qua là chị Hồng Loan đó nha. Đó, trong đó là mọi người phía bên cô Sáu đang quay mới chứ, gài chị Hồng Loan, và trong lúc đó là chị Hồng Loan mới nói là rất là mệt cả nhà, đôi khi đâu thể nào mà cười giỡn vui được. Đó thì nó đem ra đó nói là chị Hồng Loan như thế này, chị Hồng Loan như thế kia, ba mới mất rất là nhiều chuyện phải lo, trong đó bị áp đảo tinh thần nữa, thì con người làm sao mà vui cười được cả nhà. Thì mặt tất nhiên phải buồn, mệt thì mặt và mặt mình phải không vui thôi. Thực sự Hậu Nhân cả nhà thấy không, bây giờ cặp mắt Hậu Nhân rất là mệt luôn, nó làm sao Hậu Nhân vui được cả nhà đó, đó cả nhà đúng không đó. Làm sao mà vì vậy mà đánh giá một con người được, nhưng không hiểu được như mọi người kia cứ ức hiếp chị Hồng Loan. Thậm chí nhiều lúc Hậu Nhân biết được chị bệnh luôn ở nhà, bệnh nghỉ trong nhà 2-3 ngày luôn, nhiều khi ở nhà hỏi sao sáng không thấy quay thấy chị Loan, nhưng mà chị Loan âm thầm chịu đựng, cũng như là bệnh đau thì mình cũng tự mình chịu chứ mình không có nói ra. Rồi trời cũng chuyển mưa luôn rồi cả nhà, hiện tại trời đang chuyển mưa luôn rồi cả nhà ơi, mưa hơi nhỏ nha, mưa đã rỉ rải rả. Nói nè, đi đào cái gì vậy? Nói em hả? nói anh nghe được. Thật sự là cũng đang chia sẻ với cả nhà về cái việc mẹ con của cháu gái đó. Thì cũng có đôi lời mình chia sẻ thôi, bức xúc và cũng như là buồn. Thì thấy em nói anh nghe nè, lúc mà bác Năm mất á, thì mình là một đứa con, thì ba mất thì làm sao mình không buồn được đúng không anh? Đó thì
anh thám tử và chị mì xào. Mới đầu thì mới nói là vụ này nói rất là nhiều lần rồi cả nhà, nhưng mà cái hậu nhân nhìn thấy hậu nhân, thấy hậu nhân khó chịu lắm luôn. Như cả nhà không biết làm chi mà mới đầu vô làm thấy ghê lắm luôn, tụi tôi thương bé non cực khổ này kia đủ thứ đủ điều luôn, để nhằm mục đích chuộc lợi cho bản thân mình. Nhưng mà sau khi mà không chuộc lợi được rồi á thì quay chân bỏ đi, đúng không? Con mì xào cũng vậy đó. Đây là cái nhà đang Cua giờ là cua cám thôi, cua lất phất lất phất. đó, thấy thấy mới đầu cũng chạy vô thì chị Hồng Loan lúc đó đang buồn đúng không anh, đang rất là buồn, thì ai an ủi thì mình chấp mình nhận thôi. Thì lúc đó cũng khai thác thông tin về chị Hồng Loan, chị Hồng Loan đang buồn thì mình cũng tin tưởng mọi người thôi đúng không anh, tin tưởng người ta, thành ra hại mình đúng không? Chị Loan hình ra hình như Loan là bị hại, nói mình có gì mình tâm sự mình buồn mình chia sẻ cái đó. Thì lúc đó họ cũng không để ý, không để tâm, sau xong đó họ ghi âm lại, và xong về sau Ghi âm luôn hả? ghi âm lại luôn, Ghê vậy? về sau họ lại không chuộc lại được nữa, họ quay xe tung đoạn ghi âm lên cả nhà, tung đoạn ghi âm lên đó, xong rồi nói chị Hồng Loan vô ơn, nó giúp đỡ cho chị Hồng Loan nhiều, mà bây giờ chị Hồng Loan vô ơn quá. Ủa giúp được cái gì ta, giúp được cái gì trời? Chị mày xào giúp được cái gì thật sự luôn á, giúp được gì mà lên kêu ca. Chị cũng tới chị kiếm kiếm cái nè, kiếm tiền từ chị Hồng Loan thôi, thì chị cũng chả có tốt lành gì hết trơn đó. Bây giờ ngồi nhà nó ta vô ơn đó, tặng đôi bông á, thì đôi bông chắc theo nhân nghĩ chắc mấy chục ngàn à, đòi tặng rồi giờ đòi con người đi xe sang, xe sang rồi đủ Không, kiểu. cái này là nó là thí dụ như là nó mấy chục ngàn cũng nó hơi quá, không lẽ giờ mình đi tặng quà có mấy chục ngàn đi tặng có không, cũng được vài trăm hay là vài trăm gì đi, nó nói là nó tốt luôn đó, nói là anh đang nói tốt luôn đó. Chắc được vài trăm ha, tối nay thì hạ nhân Như với vài anh trăm cũng đi. khen cả nhà. Hello cả nhà, tối nay hai anh em cũng tiếp tục tại sân bay nữa cả nhà. Thì sẵn ở đây thì Phúc Phan với Hậu Nhân ha cả nhà. Đó đây là em Hậu Nhân đây. Đó thì sẵn tiện thì Phúc Phan cũng xin thật sự là xin lỗi quý vị khán giả là tối ngày hôm qua luôn. Đó tại vì tối ngày hôm qua thì lúc mà sinh nhật tại quán Quá Đã của anh nghệ sĩ Kim Tử Long á, thì Phúc Phan có hỏi Ni là khi nào ra sân bay, thì Ni nói là chuẩn bị bay thôi chứ không có nói giờ thôi cô chú anh chị. Cho nên là hai anh em cũng thương mến, cũng thương yêu em Hồng Loan cũng như là trong tem của Hồng Loan đó. Thì nói thương yêu thì anh em đi làm thì nói chung cũng phải có kiếm doanh thu nữa, thì nói chung là nó không có đáng bao nhiêu cô chú anh chị. Nhưng mà anh em cũng đã bỏ công sức ra đây ngồi chờ, mà lúc đó mình về cũng gần 2 giờ sáng đúng không? Gần Anh hai về 2 giờ sáng, anh về là 2 giờ sáng đúng không? Còn em á là em về nhà trông con ngồi đó tới 4 giờ mấy em mới thì về đúng đó. rồi, cái này là anh nói hết. Tại vì hồi nãy cái video trước anh cũng có nói rồi, em có về nhà trước cửa Hồng Loan em ngồi em chờ nữa tới 4 giờ sáng em mới về đó. Thì thật sự Phúc Khang với Hậu Nhân cũng thật sự xin lỗi cô chú anh chị rất là nhiều, không phải là Phúc Khang mà điêu hay là Hậu Nhân điêu mà bỏ công sức chạy ra ngoài sân bay đi ngồi mà khuya như vậy mà nói như vậy đúng không? Đó thật sự cũng rất là xin lỗi với cô chú anh chị đó. Còn hôm nay là đúng thật sự là Hồng Loan, Ni, Huy Sang, vợ chồng Huy Sang cũng đã ra tới sân bay, anh em cũng có những cái video đó đến sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cũng như là quý khán giả gần xa xem. Thương yêu hai anh em thì cho hai anh em một like, một lượt đăng ký và cho các anh em những cái bình luận góp ý ha cô chú anh chị, những cái góp ý gì mà anh em làm chưa có tốt đó thì để anh em làm càng ngày càng phát triển, cho cái kênh của anh em nó càng ngày càng phát triển hơn đó. Thì cũng phải có đôi lời xin lỗi với quý khán giả là ngày hôm qua. Hồi trưa này em cũng làm xin lỗi khán giả anh lần rồi, dạ thì giờ cho xin lỗi lại lần nữa cả nhà. Thì ngày hôm qua là chị đi cũng có chia sẻ là bay khuya, đúng rồi. thì mấy anh em nghĩ là bây giờ là chị bay khuya để ra ngoài trước một ngày để mà làm việc với bên luật sư của mình, ngồi bàn công việc để mình nghỉ ngơi thoải mái hơn, để Đúng ngày rồi. mai mình sẽ có nhiều sức lực hơn để mình chiến Đúng với mẹ rồi. con cô cháu gái đó. Nhưng mà không ngờ là chị anh chị đổi vào ngày hôm nay Với đó. Ni biết sao? Ni sợ anh em mình thức khuya quá và không muốn anh em để đi khuya như vậy. Còn anh em mình thì muốn là có mặt rồi để đưa tiễn cho mấy em đi, rồi có video chia sẻ cho khán giả xem luôn đó. Chứ hồi nãy anh cũng hỏi là chuẩn bị đón về đó, Ni nó chỗ khuya lắm thôi anh em đừng này kia, nói chung là Ni lúc nào cũng lo lắng sợ anh em mình đi thức khuya đó, giữ sức khỏe nữa. Thật sự là hai anh em cũng rất là vui và cả nhà, vì được anh chị yêu thương tương tác với mình thì mình cũng có nhiều clip để mình làm để mình kiếm thêm thu nhập mình lo gia đình cả nhà.
Em Hạo Nhân với lại anh Phúc Thang, thật sự là đôi khi mình không sợ mệt anh, chỉ sợ là không có người yêu thương thôi. Đó, được khán giả yêu thương, một cô chú đang quan tâm thì mình cố gắng hết sức thôi, lúc nào mệt thì tính tiếp. Thật sự là 3 ngày hôm nay là em ngủ dỗi lắm, chưa được 12 tiếng nữa anh tin không? Tôi như tối hôm qua đó, em có nói với anh một câu là thôi ở đây đi tới 3-4 giờ sáng luôn, chờ khi nào mà lon với ni ra thôi, đúng không? Thì anh cũng thật sự anh cũng nói với em là tại sáng hôm nay anh có cái buổi học, cho nên là làm gì làm anh phải về, chở anh cũng phải về sáng đi học. Thật sự sáng anh vô lớp mà anh gọi anh học mà anh ngủ gục luôn á, cho nên là về lúc trưa anh định chạy lên luôn, vừa ra lớp là lúc mà 11:30 là anh đã ra rồi, anh định chạy lên số 5 luôn. Anh có gọi em đó, anh nói thôi mệt quá để về anh ăn uống anh ngủ chút xíu, nói xong thì ngủ là anh tranh thủ anh chạy lên. Rồi rất mong ngày mai đại chiến thành công cả nhà. Quyết thắng chắc chắn là 100% là phải thắng, lấy lại công bằng đó, những gì đã mất đó. Chị Loan lấy được lại cái này là những anh em YouTube rất là vui luôn. Đúng rồi, nhiều anh em YouTube á, bị đập bản quyền rất là uất ức luôn. Đúng rồi, một người anh đập 7-8 gậy luôn anh. Ghê vậy. Rồi anh kia bị đập 7-8 gậy luôn, nhiều kênh đó chứ, một kênh duy nhất kênh 7-8 gậy là bay mất luôn rồi, bay rồi, ba gậy đã bay rồi, đập cũng như đập là giết hại giết lầm hơn bỏ sót đó, quýnh chồng luôn đúng không, quýnh chồng luôn đó, cứ có bản quyền là đập. Tại vì ở đó nó cho mình trong vòng 7 ngày vẫn còn thấy thì nó đập chung nó thôi, chứ trong qua 3-7 ngày mình không kháng cáo được, không gỡ được là nó xóa luôn rồi. Vậy hả? Ừ, nó cho mình trong vòng 7 ngày đó. Thì video của Phan cũng dài hơn cô chú anh chị. Dạ, video cũng dài rồi, Hạo Nhân cũng ngủ quá. Chúc cho cả nhà đang xem kênh thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha.